Okay. Xin chào các bạn đến với chương trình hôm nay. Hôm qua thì tôi có gặp một số trục trặc với lại cái net của mình, cho nên là không có stream được. Nên là thì bây giờ thì chúng ta tiếp tục lấy đờ thôi. Khởi động ra cái game lên. Tối hôm qua thì tôi có recall lại một số trận mà vì lag quá cho nên là tôi không có up lên YouTube. Tôi để ở trong cái Twitch TV đó, cái video đó sẽ bị xóa trong một vài ngày tới, nó sẽ tự xóa. Thì tối hôm qua thì tôi có thông báo là các bạn có thể comment hay là không có ý kiến gì đó thì các bạn có thể vào gamework.vietnam.com trong cái thread mà tôi đã lập. Tôi có show cái trên này mà tôi không biết là những cái tập trước tôi có cho các bạn thấy chưa, thì ở trong cái mục thư mục Starcraft này trên trang nha, trang gamework.vietnam, thì các bạn có thể vào đây để comment hay là thắc mắc gì thì tôi sẽ trả lời trên đó. Chúng ta sẽ đánh một trận PvP. Tôi sẽ đánh One Rack Expand. SCV thứ 9 xây play Devo thứ 10 lúc mà farm thứ 10 ra SCV liên tục. Cơ bản Terran thì lúc nào cũng vậy. One Back Expand thật ra. Nếu mà các bạn đánh Wing of Liberty á, thì khi mà gặp tên đầm hay gì đó thì các bạn có thể đánh One Rack Expand tất cả các ray khác đó. Đối với tất cả, nếu mà dùng cho bên kia là cái ray nào, spawn cái ray nào thì các bạn cũng có thể phản ứng kịp được, cũng có thể đỡ được bất kỳ cái gì. Nếu mà bạn đó là một cái build standard của Terran, đó là One Rack Expand. Các bạn nên có một cái build nào mà một cái build cơ bản nào đó mà có thể dùng để đánh tất cả ba ray luôn. Open mở game á thì open game á thì dùng có thể dùng để đánh tất cả ba ray luôn. Thì đó là rất là lợi nếu mà có một cái build như vậy. Tôi nghĩ là one rack expand là có thể dùng để đánh ba ray luôn. Award in the name of the Falcon, Scott and Villa. Honorable. Ok, cái này cái như tôi đã nói hôm qua thì cái này cái là dấu hiệu của đang làm ra Mother Core. Tôi sẽ ra ba con Marine tìm con Frost này. Nhưng mà hình như là không có Cyber thì đâu có ra được Mother Core. Tôi cũng không hiểu lắm được game này. Đang ở trong này. Không, tôi ra hai
cắt nữa. Tôi nghĩ là chưa có extend, thì xây một cái gai ở đây rồi, không phải extend. Xây cái bằng cỏ ở đây sẽ xây. Tiếp tục xây Marine, xây SCV, Macro. Khoảng tầm 6 phút rưỡi tới 7 phút tôi scan một lần thử xem là nó thấy được ba cái pylon này tôi sẽ scan xem có phải gì nào thì tôi thấy được này. Chúng ta lên cái gì bây giờ mình chưa có biết là bên kia có expand chưa, cứ bay ra đừng có kéo SCV ra. Hai Fokker, một treo lọt. Hai ga, ba dây. Nếu như vậy thì đánh cái gì? Mình chưa có rõ được họ đánh cái gì. Pin rồi, ta cứ từ từ thắng, ta không may ra nữa, ta có nhiều ra quá rồi. À, FTP làm cái gì vậy? Sao không có sửa? Sao FTV tôi quên để auto repair, nhưng mà auto repair thì chắc sẽ là đỡ được cái đó. Lần sau tôi có thể đánh cẩn thận hơn một chút thì cái game hồi nãy tôi hơi ẩu, chưa có thấy là họ có expand hay chưa, mà tôi lại đi xuống rồi. Xem lại là phải hồi nãy là cái phải mother core corner boost lên cái đó nó thành nó ra mother core hay không, nó không hiểu này, nó không phải vậy. Cái này là ra prop, tôi cứ nghĩ là ra mother core.
ba giây, nhưng mà làm sao mà mình phải ba giây như vậy? Proxy chứ, cái trò proxy robo, proxy robo làm sao có thể biết được là ra model call no model shift call, sao nó không cho ra model shift call? Nó đã có rồi, mà nó ra hồi nào vậy? Nó ra model shift call hồi nào vậy? Sao mà biết được nó ra một model shift call vậy? Model shift call thì hình như là nó có cái đường sáng chĩa lên như vậy. À, có cái đường sáng chĩa lên như vậy là model shift call. Cho all in. Ok, tôi nên trao kỹ không? Không hơi bị ẩu. Not enough minerals. Aaron, good luck, have fun, live. Ta thử đánh cái trò mà hôm qua tôi thua. Cái anh Karen kia đánh Hellpath Marauder. Không có E gì hết, không có lên E gì hết. Ok, Karen đâu có E mạnh gì đâu. Dư tôi thừa thừa tiền để giải thoát ra ngoài thêm. Không có để ý. Lúc mà 13 pha người ta ăn ra 7, 13 pha mà đủ 75 tiền á, 75 mineral không có thể ăn ra. Một con marine và đang ra hỏi vào, tôi nghĩ là đang.
đứng ở đây xem có expand không. Cái nào không ra đò đi thì tôi đã kể rồi cho nên tôi không biết là họ đánh gì. Tôi có thể biết được anh ta đang em ra. Chưa thấy expand như thế này thì tôi có thể biết được là anh ta đang em ra. Đoán là 70% anh ta đang ra hoặc là anh ta expand mà nó chưa có bay ra mình quá khỏe. Một cái mà gap được không có, nếu mà expand thì là gap được, mà gap được thì là... thì kho chưa bay ra thì quá trễ nên là tôi nghĩ là anh ra rồi. Cái này scan một cái thì xem thế nào. Hai ca MC kiểu MC rồi. Nên ra hơi nhiều nhưng không cần thiết lắm. Research complete. Ra hơi nhiều nhưng không cần thiết. Chỉ một con em ra thôi. Chưa có expand. Trò in rồi chăng? Chưa có expand mà chưa có Banshee buy one. Not enough minerals. Banshee đây. Mấy con này đi đâu vậy? Hellion thôi chứ đừng có nên ra Medivac nhiều, tại vì quân tôi không kém nhiều, sẽ ra Hellion và lên Hellbat. Nếu như ở Banshee required.
UAVs are under attack. I found it. Thì cho nên ra mà ra đò luôn chứ không có ra gì mà riêng như vậy. Additional supply depots required. Not enough room. Ready for dust off. Insufficient dust beam gas. Là tôi là một khách cho infantry là bio. Additional supply depots. SCV ready. Ready to raise. Not enough minerals. SCV ready. I'm going. We'll butterfly this. Not enough minerals. Additional supply depots required. Not enough energy. Not enough minerals. Not enough minerals. Bây giờ chúng ta cố gắng lấy nhiều medevac vào thì Helion của chúng ta sẽ rất là trâu. Helion Hellbat rất là trâu. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Add on. Complete. Additional supply depots required. Not enough minerals. Chúng ta xây hai cái supply depot một lần thì khoảng nhất game á thì chúng ta có thể xây được rồi, xây hai lần để cho ăn. Thì giờ chúng ta đã hết supply nữa rồi. Upgrade. Ready to raise
rau đỏ anh ta có 3 bay rồi. Hơi bị ha, nhưng mà đánh với lại Max là 3 bay đó thì chúng ta hơi bị ha. Di chuyển cái CV một chút. Gắn ra Helion Hellpass nhiều vào cái những Hellpass thật cao. Tăng nhiều. Sau khi dòng lên đây khá là ra thêm thêm một round ra lì ra đây. Cái gì vậy? Nó đâu ra vậy? Add-on complete. Có gì ở đây không? Đó nè. Chạy thôi. Đứng đây đi. À, tôi nghĩ là anh ta sẽ cố gắng bắt tôi ở đâu đây. Nên tìm quân của tôi. Đang nhốt tôi lại. Tôi đi vòng ngược trở lại. Bắt đi. Quân ở đây thì tôi sẽ cho đánh vào đây. Additional supply depots required. Đánh thì phải đánh nó bay ồn, phải kéo như vậy á thì bên kia nó phải mất, sẽ bị mất vị trí. Đánh luôn cái này đi. Tăng mà không có ai bảo vệ như vậy thì ta cũng đánh luôn cũng được. Oh, có bé được khư rồi. Oh, shit. Có bé được khư rồi thì hơi khó. Đại thôi. Ta thêm ta thêm Marine, ta thêm Viking. Những này thì hơi khó. Drop and out, mấy con tăng đó. Tại vì thường thì not enough minerals. Base is under attack. Wow. Our SCV
UAVs are under attack. Base is under attack. Nên bé được khui hơi sớm. Chúng ta đánh thụ động rất là biết kiểu đánh mắt thụ động như vậy. Có một con Banshee mà đi harass thôi. Nên bé được khui sớm quá. Đây có 3 đường. Tham thứ 12 thì ta phải rạc. Tham thứ 12 thì ta không cho đi cao. Tham thứ 13 thì 75 đi nơi rồi ta ăn ra. TV liên tục. Thường thì tôi ra tới con 16 tôi mới up lên Orbital Command. Khi kể rồi thì tôi cũng không có lên. Ok, cái này là làm gì? Không có cho xây tác tác này. Xây luôn này. Xem có cái gì, ăn gà. Có ăn gà, ăn bao nhiêu gà? Ăn tầm bằng tôi thôi. Có thể là lên Ripper Marine trước thì tôi lên một con Ripper. Insufficient Vespian gas. CV này lên đây thì tôi dùng Ripper để giết nó. TV đó đi. Nó vẫn chưa có xuất hiện ở giữa này, quanh quẩn đâu đây thôi. Nó đi đường nào về vậy? Tôi đã miss, tôi không thấy nó. Ok. Muốn xem một phê trước, lúc nào cũng vậy.
đợi xem, ta xem event của họ, có scan xong rồi ta mới scout ở trong mình đây. Ban lại. Ok. Hai con rip bar. Another back then, maybe. Let's call Marine ra đây đứng luôn. Nếu mà ra đây đứng thì biết vào không có lên được đầu nào nữa. Ta cover hết luôn. Hết Marine. Rao đâu, bắt đầu ra mà rao đâu. Additional supply depots. Khi mà chúng ta có hai mê được đó. Elevator. Như mai vậy. Chạy. Chơi vậy. Ok.
Not enough minerals. Không ra heli ẩn ra đóng mài được ghê. Expand rồi sao? Chúng ta ăn hơn. Ta giết mà trước. Không để cho nó borrow. Rồi xong. Round Halion. Sách một riêng. Thì không có sợ mai lắm. Ban nhiều vào nó xây thêm barrack. Mình kiểu là đánh bay rồi. Thật sự thì cũng không phải là kiểu mech, mech thì phải có tank là to hay gì đó. Okay. Cái này thì chúng ta có thép qua, chúng ta có đánh được. Chúng ta có cái hai hàng này có hai không. Not enough minerals. Mineral field depleted. SCV ready. Morale down, heavy and bitter. Upgrade complete. Không có muốn mày hổ cả. Chơi tất cả rồi hả? Thôi bị overcommit rồi. Commit nhiều quá. Ta đánh hơi nhiều marine. Bây giờ chúng ta bắt đầu ra marine nhiều lại. Tại vì marauder nhiều marine quá thì marauder không đánh hợp. Đang lại thu ngược ra. Four.
chơi. Kém quá, hôm nay tôi đánh quá là kém rồi. Macro kém quá. Ơi giờ. Macro kém quá. Silver, chắc tôi sắp rớt xuống Silver rồi. À, bình cảnh kéo dài thêm chút. Chắc là thôi. Không biết là đánh cho tới lúc mà ra hết the swarm. Chừng hết tháng 2 này là sẽ đóng beta mà. Chủ này chắc không lên kịp rồi. Đúng quá. Bên như vậy thì ta sẽ một rack double spam. Chúng ta cố gắng cầu thủ. Cho tôi sẽ là số 4 là Command Center Expand này nọ với lại mấy cái eBay hay là Armory. Còn số 5 sẽ là Production giống kiểu Rack hay là Factory hay là Starport thì gộp lại hết số 5. Ta thêm cái Rack nữa. Army thì Main Army tôi để số 3 và kiểu rớt hay gì đó thì để số 2, số 1. Okay. Có một con Zealot ăn 2 ga rất là quý vị ơi. Ăn 2 ga như thế này tôi nghĩ full nổ 1-2 2 ta chạy chay chay
SCVs are under attack. Một con bắt cờ. Ta cố gắng là đánh cẩn thận chút là xây theo cái đường cầu ở đây. Chúng ta cho thằng SCV ra ngoài đó để có gì chúng ta sửa được. Chúng ta cho con bởi viên ra đây đứng là gì, nếu mà Foxy cái gì phải làm Foxy thì nó sẽ ở đây. Đó, vòng vòng ở đó. Ở đây hoặc là ở đây hoặc là ở ngay đây luôn. Thay cho một cái barrack nữa đi, khá nhiệt tình. Đây là steam, up steam trước. Cố gắng mình đã chụp lại đó. Bây giờ là liên tục cái liên tục xây supply depot là được rồi. Chúng ta lên thêm một cái upgrade cho ăn ra cho đủ. Chúng ta ăn thêm cái ra nữa. Chúng ta cho một người riêng đứng ở đây đi. Thêm một cái supply depot. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì tấn công của họ. Nên cái add on reactor đi. Vậy cái này thu được thì một cái đây cho chống DT hay gì nữa. Chúng ta scan một cái đi. Pylon, mới hai cái Pylon. Ok, rồi dấu hiệu OIN rồi. Bốn cây mà có thêm cái robot thì là điểm này hơi nhiều. Additional supply depots required. What's going on? Ready for dust off. We could use some help here. Add on complete. Chạy tay vậy, tấm kiểu bớt biết các thứ mà ghê vậy. Chạy tay vậy. Wow.
additional supply depots. Not enough energy. Ready for dust off. Insufficient Vespian gas. Insufficient additional supplies. Insufficient Vespian gas. Mắt thịt Ben à. Hầu ai vậy? Có đi tìm. Hơi nhiều nên không nói được. Bây giờ thì chúng ta biết được đó, cơ đất nó đi rất là lạ, kiểu như kiểu mà nhiều DT thì có cả Colossus. Rót thì đủ thứ chứ. Rót hả? Mình cho mấy con mà ra đầu đến ở đây đi. Mình sẽ push ra đây. Rồi, stand ra đây, cái chỗ này stand thường ít bị cao nên mình stand luôn. Viking cho đứng ở đây nè, tuyệt vời. Sao có bắn được? Không chọc. Wow, không có để ý có đi tiên. Nhắc lên là chạy. Rồi, đây chỉ tí không có nhìn khó chịu. Còn thêm nghe đẹp á. Sao tôi lại nhắc này đó? Upgrade cho con Hellion để nó bắn cho mình. Sửa cái này. Oh.
người ta tưởng tôi không có can lao vào, tôi có nhiều can đánh trò gì kiểu tí tí gamble á. Các bạn có thể ghé vào trang mà Game World Việt Nam thảo luận cái gì đó cũng được, có rất là nhiều mục ở đây, giống như kiểu như Dota 2 hay là cái gì đó. Cái trang này khá là mới nên là cũng không có nhiều người vào, nhưng các bạn vào đóng góp thì cái trang này sẽ nghĩa là sẽ phát triển và mạnh sau này. Hay một cái nữa là nếu mà các bạn là thành viên của Game World Việt Nam, các bạn có thể xem GSL Free. Không thì các bạn nếu mà không phải là thành viên thì các bạn phải mua account trên GSL TVZ. Qua tôi có xem stream nhưng mà tôi stream không được đó, vì mạng của tôi hơi bị lag, mà tôi xem stream người khác được thì tôi xem 4GG đánh TVZ với lại Liquid TLO tôi xem được hai trận, cả hai đều thắng hết. Mà anh đánh cái kiểu mà bio không à, không có tank gì hết, bio với lại Widowmine. Không có Helion luôn, không có Hellbuck luôn, Bio với lại Widowmine. Helion thì chừng 4 con, Hellbuck chừng 4 con. Widowmine thì sẽ giết được tôi thấy á, thì anh dùng Widowmine để giết Blending. Xong rồi thì những cái còn lại thì anh dùng Rim Around the Meta Tag để giết. Cũng khá là hay, chiến thuật cũng khá là hay. Đặt Widowmine phải rồi đặt đúng chỗ hay là sao đó. Tôi thử đánh xem thế này. Anh dùng cái build của, rất là giống build của Wing of Liberty. Anh expand trước CC first, nhưng mà tôi sẽ ra một crack trước khi chắc ăn, vì mình không có phải là pro level, nhưng mà anh chỉ bắt trước giống giống thôi chứ mình không có đánh y chang được. Y chang thì mình micro gì đó, hay macro gì đó, flip thì mình không có loại người ta, mình sẽ bị hụt, mình sai build. Mình đánh như vậy cho nó chắc ăn. Bạn xem stream của người khác cũng vậy, các bạn cứ thấy họ đánh combo gì thì các bạn tự sửa cái build nào bạn cảm thấy mà an toàn nó với mình đó, rồi các bạn sửa cái build của mình về theo về cái hướng cái combo của cái pro đó đánh thôi. Trừ khi mà cái mình có hiểu biết nhiều về cái build đó, chỉ như cách sống cái build kia thế nào, cách sống all in này thế nào, mình hiểu tất cả rồi mình sẽ đánh cái build. Có khu trước rồi thì đã tạo một cái phổ cái mờ không marine bây giờ mới cao được rồi, có đây hơi sớm ta cứ wall in và sang lên marine. Cái đó tôi có khu rồi thì có sang marine hay cái này sau này luôn đi không khác. Thường nó thì rớt sẽ expand ở đây, hoặc là expand ở đây. Tôi thấy là đa số được rớt thì expand ở đây. Chắc khi nào expand ở đây. Bây giờ chúng ta ăn theo ra. Rain ra liên tục. Chúng ta xây một cái băng cờ ở dưới này.
Marine thường thì ta là một cái thời điểm mà khoảng 5 con Marine á thì chúng ta có thể đi được, tại vì thường gió sẽ không có nghĩ là ta ra nhiều Marine như vậy. Nó đi thì chúng ta cũng có thể quất Overlord đi ở đây được không? Không được. Đi đi, ta đi xem họ có tốt không? Có mỏ bạc chứ. Cần một con rồi riêng nó lại bốn con thôi cũng được. Đi xem rồi đi về thôi, chứ không phải đi giết thôi. Con mỏ bạc đây không? Tôi thấy anh ta lên full shop chẳng để làm gì hết. Ta đánh là ta rắc luôn, ta không có đánh là ta không có đánh là Daisy kiểu này thì anh lên thẳng là Hellion với lại Bio kiểu mà Radar, Marine Hellion để thổ trước thì ta lên Widowmine vẫn chưa có mở ra. Vậy thôi. Hai cái eBay kiểu này thì giống như là kiểu của Thâu cái đánh á. Xưa Thâu mà Dana có làm một cái chương trình á, một tập một episode của Thâu á. Ta sẽ đánh đây hai cái đây hai factory xong rồi sẽ xây hai rác luôn xong rồi push rồi mới expand mỏ ba, cái mỏ ba expand hơi trễ. Tôi nhớ may mắn là như vậy thì không có đánh điều đó nhiều. Chúng ta ra bốn con heo lần rồi và chúng ta sẽ bắt đầu là Widowmine. Cái đường mang khó khá là rẻ, 75 tiền 25 ga thôi. Thấy con Hellion đấy thì chúng ta sẽ bị supply top. Hai con người ta làm là hai con. Bốn con Hellion con số mà chuẩn để đi cao hay gì đó. Rớt thấy bốn Hellion thì cũng ngần ngại lao rớt linh mà. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu ra Widowmine à, dùng Hellion để cao có mỏ bạc được. Mình sẽ supply lock. Chúng ta ra một người lên chút đi. Research cũng khá là nhanh. Insufficient vespine gas. Vẫn còn kẹt đây. Not enough energy. Nếu mà tên ra đây thì có đấm như miêu tả là tên ra đây. Additional supply depots. Insufficient
phải đi thôi. Đây là cái khu vực tất cả em như tàu đã có nè. Rất linh rồi. Ok. Em bị cường thủ rồi. Lên thêm một rao đòn. Tiếp tục ra vi động mòi. Đợi ba con. Đi đồng mai này khá là khỏe đã. Chúng ta có thể đáp cái này xuống đây và đầu mai Return to Korea. Push it then. I'll push it. I don't mind. I didn't hear that. Upgrade complete. Keep on it. Push it. How do you want it? Tập trung push creep. Cho cái này xuống đây đi. Có bị lăn thì mình không có sợ. Cam mà đẩy creep rồi chúng ta mới tiến tiếp được. Tại vì đánh với rớt mà chúng ta kiểu như thế này không có làm mà đi sâu vào được. Thế là mà sợ lắm. Anh lui về thôi. Xong la và đợi cho con quy đồ mai nó đánh xong rồi mình la và khá là mạnh. Push khỏe như vậy mà chưa có expand là sao? Widow Mai nó khó click lên. Nhỏ quá. Để xem ai đánh với ai matchup gì đây. Matchup gì đây. King Victory.
sao quá vậy? Nó có bị cái lỗi này hoài. Lucky Cave Caven. Hello there. Xem anh này là người Việt Nam hay là người nước ngoài. Bởi vì cái account của tôi có link với lại TeamLeak account, nên là cũng có thể một số người nước ngoài vào xem. Không trả lời mình đâu. Sao starting in zero mà không thấy đánh á? OSD Onslaught Zero TDZ. Anh sẽ tiếp tục đánh kiểu như vậy thôi. Composition là Bio với lại Medivac với lại Widowmind. Đánh như hồi nãy chúng ta refire cái build chúng ta làm được. Hồi nãy tôi thấy hơi bị lủng củng, tôi nghĩ là nên ra nhiều Marine hơn. Esperada là Esperada hơn nhiều. Cảm thấy là Marine là đua đen rồi. Còn Marauder thì chỉ dùng để tăng tăng chút hơn Widowmind thì được chút ca. Tôi thấy là Widowmind là thay thế cho khi tăng á. Mình dùng để ít bending. Not enough minerals. Lần 12 chúng ta sẽ xây barrack. Và vừa xây barrack xong thì chúng ta cho một con SCVD scale. Đúng. Và xong mình có xây con SCVD thứ 13. Anh ra khán giả nào giờ khỏi chứ. Vì dốc thì đâu có bọc kỹ gì được. Giờ thì chỉ có 6 pool thôi. 6 pool chúng ta đi tới nơi chúng ta cũng vẫn bị ác kẹp. Không thấy có expand thì chúng ta sẽ tự động chúng ta xây luôn cái kim bò luôn, chúng ta không có đợi đi vào đây không cho kẹo. Có expand rồi thì không có sợ gì hết, không cần xây marine đâu. Chưa có khu mình mới xây con mình khu cho ta đi ra. Cậu này có nói gì không? Hả? Đi biến không rồi. Con lọt extend whatever. Đi xây đây. Nó làm gì được tôi? Báo SCVs under attack. Not enough energy. Con khu đã xong rồi, bây giờ sẽ có hai con giáp lên, hai cái sáu con. Nghĩa là sẽ là sáu con thì anh có thấy khi chưa có xây mà đi. Sao phải xây mà đi nó rồi. Xem cái bằng cờ ở đây. Xem cái bằng cờ con gặp lên nhà tối không. Xem cái bằng cờ Factory. Xong rồi chúng ta sẽ tới cao. Và của giấc xem giấc phải xem chưa. SCV
Expand luôn rồi. Expand luôn thì chúng ta sẽ expand luôn. Những cái lead tab như vậy chúng ta cố gắng tập macro, đừng có đánh những cái build mà kiểu all in hay gì đó, nếu anh cao quá thì chúng ta không đánh lại những người khác. Hellion rồi chúng ta đi harass được, đi control map. Marine là CC lên vậy. Ta là Rack. Chúng ta tiếp tục lên Rack. Bốn con này là Widowmine khá là rẻ, vừa có thể giữ tiền được mà lên mà vừa có thể phòng thủ sử dụng sau này cũng được, nhưng mà Widowmine cũng khá là khỏe. Ok, cho Overlord giúp em cái này, không cho Chris kìa. Hellion là dùng để làm cái này. Tay eBay để làm cách nào nó xài tiền xài ra rất là nhiều người biết luôn cũng được. Thêm một cái factory, thay thêm một cái không phải armory, sorry. Starport Factory này dễ thứ hai sẽ dùng để upgrade cái mai này cho về đây, tôi sợ có nhiều tàu tới. Giờ thì bắt đầu ra Jacqueline và Rod. Okay. Không có miêu tả thì additional supply. Chạy về. Giờ ra Marauder cũng được, thì Marauder có thể dùng để đánh với lại Rod, thì Tasca ta thấy Rod nè. Có thư lực ở đây đi. Có thư lực ở đây. À, mà có Amory nó xây upgrade cái đó. Macro thôi, tôi phải tập trung một chút nên tôi nói ít, anh không cảm. Not enough minerals. Ok, bây giờ chúng ta có thể mua cao một chút. Control map tên thế nào? Alien xong rồi, cái thác lát xong rồi, chúng ta xây cái này.
Đây là chữ C, Hockey là chữ C. Đây là tay tập loại đi bộ. Bắn cái chính giữa này chúng ta đi phút thử nè. Chúng ta xây thêm đó. Chúng ta chuyển bớt cái CV này. Bạn có thể thấy là Widowmine là vừa giết được một đống enemy rất là lợi, rất là hay, rất là thích cái chiến thuật này. Nếu chúng ta hy sinh đóng với đồng ai thì chúng ta có thể giết được Ben Linh thì nó vẫn có đánh vai hồ rất là rẻ nữa với đồng ai cho ta rổ thôi. Hay quá, tôi thích cái chiến thuật này rồi. Hello, anh đã bắt đầu show tôi nè. Anh ta bảo là anh ta không biết. I don't know too. Do unit a little of your unit. Let's done. Done. Tôi bảo với anh ta là anh ta hỏi là làm sao mà để đánh với lại Widowmine. Tôi bảo anh ta là cho một số quân lao vào để cho Widowmine kiểu như một hai con Zerg hay là một hai con Zerglin hay là một hai con Rod gì đó, cho con Widowmine nó kích hoạt rồi nó bắn cái con đó thôi, để không có bị bắn lan đó mà. Ý tôi là vậy, nhưng mà cũng hơi khó tại vì bio của tôi đi chung với lại Widowmine. Tôi sẽ đánh cái chiến thuật này khi mà đánh với Zerg, tôi sẽ tập thắng cái này. Widowmine bio khá là hay. Kiểu này thì nghĩa gì, ngày xưa nếu mà chúng ta đánh full bio luôn á thì chúng ta sẽ không có đủ da hay là đủ tiền để lên tăng lên nhiều tăng được. Mà tại vì Widowmine thì vừa rẻ mà vừa có thể xây từ reactor được nữa, cho nên là tha thế cho tăng để làm cho cái quân bay hồ mạnh hơn, cái quân bay hồ có thể đánh được với lại kiểu mà Benling hay gì đó thì Widowmine giết Benling. Các bạn có thể thấy hồi nãy là nổ cái là tất cả Benling của cái anh này mất hết. Xem phim của người khác đem về cho mình đánh cũng hay. Hiện giờ thì tôi cũng chưa có hiểu về TVT và TVB lắm. TVZ thì nói chung là cũng khá hiểu nhiều về nó, không khác lắm. Tôi có thể để tôi chat cho anh này tôi nói. Maybe one horse. Maybe animal acting swarm horse. And activate with a mind. Free unit.
for the win. Zod là chuyên gia phi unit từ Wing of Liberty đó, bây giờ Infest the Terran, mấy con Footling, rồi bây giờ có kiểu Swarm Hot, mấy con tỉa, mấy con nhỏ nhỏ Spider-Man. Not enough minions. Not enough minions. Not enough minions. thì out range bởi cái không có range bằng con Stalker mà có Observer thì thôi rồi, không có Widowmine đâu có làm được. Ta sẽ đánh Man of His Band. Cái anh hồi nãy mới đánh với tôi bảo là nếu mà đánh với là Terran hay gì thì ta sẽ đánh như là đánh Win of Liberty hay gì. Ta bảo là anh ta chưa biết cái card gì mới từ hot đó. Mình ta bảo là anh sẽ tới lay game á thì nó bắt đầu có unit mới, tức là cái con mà Viper á, cái con mà bye bye kiểu con rắn, nhìn giống con rắn mà bye bye. Anh ta bảo là dùng cái con đó lay game thôi chứ và không có dùng cái con nào mới ở mid game, early game, mid game. Quên đi ca rồi. Upgrade complete. Em coi đó. Bây giờ chúng ta sẽ thêm hai cái bài đất nữa, và chúng ta sẽ thêm sau đó thì chúng ta thêm hai cái refinery. Wow, what the hell? Oh my god. Trời ơi. 6-7. What the hell, man? Đi lên đây đi. Ok, Marine chui vào đây. SCV thì giữ cái này. Chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta war up cái này lại. Nên chúng ta chịu thôi, không có làm cách nào khác thì chúng ta có cái này lại. Che cái này lại. Ok. Chúng ta war lại, chúng ta kêu lại xuống. Ok. Wow, nguy hiểm quá. Not enough minerals. Chết rồi. Bad news.
6. Xấu quá. Chúng ta cứ từ từ xem thế nào. Nhưng thật ra là tôi rất là bị hai rồi. Tôi rất là bị hai. Tôi rất là bị hai kiểu chơi xấu như vậy. Thôi, chẳng biết làm cái gì nữa rồi. Oh my god. Chờ 2 giây luôn, nó là 1 giây. Chúng ta cứ đánh 3 rồi thôi. Chưa có đủ ra để chúng ta cẩn thận đi ti. Cẩn thận đi ti. Phi khá là kém, như trường hợp hồi nãy tôi nghĩ là tôi sẽ đã thua rồi. Có biết cái gì đâu mà anh ta có tới 6-7 con sót cờ. Này thì DT. Ok, tôi biết rồi, DT xây thêm. Xây thêm ấy là để dành Ken. Đơn giản vậy. 6 xa. Sáu xa.
trò dơ bẩn như vậy. Thì như các em hồi nãy á, thì thường các bạn như tôi đã nói á, thì nếu mà các bạn chưa có mất hết SCV, mất hết quốc cờ, cứ từ từ mà đánh, đừng có rối quá. Nếu mà rối quá thì thì mình sẽ xin lỗi các bạn, nếu mà rối quá thì mình sẽ không có ra quyết định đúng, mình sẽ thua cái game thôi. Họ để áp lực lên mình bằng cách mà đánh cái đó thôi, đánh cái kiểu đó thôi, là cứ từ từ rồi đấy. TVT thì tôi vẫn chưa có rõ về cái, tôi đánh cái kiểu mà ra Helion trước, kiểu giống như là đánh với rớt xem thế nào. Xong rồi tôi đánh Helion Marauder Marine. Helion Marine Marauder. Upgrade gì thì cố gắng upgrade được, để đi hụt Helion Hellbat Marine Marauder. Nói chung là Terran bây giờ tôi nghĩ là có thêm hai con mà kiểu như mà cấp thấp của Mac có thể mix với lại Bio, tôi cảm giác là khá mạnh, sẽ là một lối đánh mới. Nếu mà tôi thấy anh lên gas thì thay vì tôi lên Helion thì tôi sẽ lên Widowmine. Widowmine thì có thể chống lại được Banshee. Xong rồi tôi sẽ lên lại Helion và ra thêm Rax nữa, vậy thôi. Đánh cái build này giống như build Zod ngày xưa, hiệp ở xa xưa, kiểu mà Helion is Ben á, Reactor Helion is Ben á. Cái map này tôi cũng không biết là spawn xéo hay là spawn xa hay là... Insufficient best beam gas. Insufficient best beam gas. Chưa biết được là anh ta ăn ga hay là anh ta hơi fan. Hay à, không có expand thì tôi nên ra Widowmine. Marine thì có một con bắn thôi, kiểu mấy à, Widowmine. Expand. Our SCVs are under attack.
máy CV dưới đây nha. Cái cây là cái starport. Oh, trời ơi, đi. Insufficient Vespine gas. Supply box nữa rồi. Tầm 6 phút. Oh. Tầm 6 phút tới 6 phút 20 các bạn chen vào bay của đối phương, các bạn có thể biết được rồi. À, đối phương đánh cái gì, nó là TBT. What am I doing? Insufficient Vespine gas. Not enough items. Nhờ căn vào xem có gì. Hellion, Hellbat drop rồi. Ba con một lần nữa rồi. Scan mình một cái. Ta cứ đặt cái này vòng vòng ở đây. Not enough minerals. Spend on your Viking scan. Base is under attack. Okay. Rip bar đóng luôn. Bệnh hoạn chưa? Vào đây. Kiểu all in rồi. Mình viết bờ, không có e như vậy. Nó phải thân hơn, không đen si, mà phải ấm. Oh, đau chưa? Trời ơi. Tin cũng nhấc hai cái rồi đó. À quá. Wow. Oh my god, tự nhiên mắc cái mistake như vậy. Stack như vậy, không thì bây giờ tôi có thể push được rồi. Are you ready for this?
Yeah, I need a light lock. Come on. Ready for dust off. Now you're gonna give me orders? Research complete. Additional supply depots required. I can't build here. This better be armed and ready. Come on, Rina. Thấy hết rồi. Nhiều hơn ba con tăng nữa này. Okay. Tiêu hồi nãy cũng khá là ghê, nhưng mà nếu mà Ripper mà không có kiểu mà mạnh như hồi xưa thì bắn cũng không khỏe lắm. Anh ta đầu tư nhiều vào Ripper quá mà. Xem đi, anh ta chơi thế nào. Xem lại replay. Mình nghĩ sẽ là kiểu mà quanh mà có reactor cộng với lại ripper, hay là không cần reactor luôn, ăn ga ngay sau khi có vị ác tờ, anh gan nha, sau khi xây rắc ra hai rít vào một lần và ra alien liên tục. Con của anh ta hơn tôi 10 con SCV, tôi được 8 con SCV, không có nhiều lắm. Trong khi tôi đã có 2 cái orbital command trước anh ta rồi. Nói chung là tôi không có thiệt hại nhiều lắm, mà anh ta mất hết quân đội của mình. Anh ta lost nhiều hơn tôi 1.400. À, mình của tôi bây giờ là hơn anh ta 2.800, hơn 1.000 mineral.
Khi mà cái này là bác mình đi rồi thì quân của anh ta ít hơn nữa. Tôi chỉ còn hai con Widow Mine thôi mà. Tốt tốt rồi. Mày cho tôi đắt đôi anh ta. Xong game. Tank die, anh ta cũng muốn đánh mà Rin đó mà. Mình Rin tank. Rin tank Marauder luôn. Upgrade thì mạnh hơn tôi chưa có upgrade nữa hết. Tôi cần lưu ý lần sau upgrade. Anh ta đang gần 22, anh đang bắt đầu 22 luôn rồi. Chừng nào mới được lên Platinum đây. Lên Platinum rồi mới lên được Diamond. Diamond rồi mới lên được Master chứ. Okay, game ready. 3, 2, 1. Zero, go. Aqua. Aqua Plutus. Cũng là đồ luôn. Sao này tôi cũng không biết nói chứ. Nói gì về cái build này thì Aaron thì chỉ có nhiêu đó, build tôi biết đó thôi. Không biết nói gì thôi. Cái gì nữa không ta? Cao. Hy vọng là chúng ta sẽ đánh một trận Macro nữa. Tôi không thích đánh kiểu mà Cannon Blast hay là Foxy hai cái chơi với mình như hồi nãy đánh cái anh của Foxy. Tôi đánh một số game với lại Zalo á, Master ở NA á, anh ta thường cũng có những cái pha mà Cannon Rush. Kiểu anh ta bảo là này Nexus Rush. Kiểu anh ta bảo là Terran PvP á thì không có bao giờ có Cannon Rush á. Cho nên khi mà Cannon Rush thì sẽ tạo được yếu tố bất ngờ gì đó. Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng mà Terran cần bay lên thôi, đâu có làm gì đâu. Chỉ có cái map này nè, tôi thấy là thấy lock cái này, cái mineral line bằng cannon, không rồi anh ta phải lock cái này luôn,
hoặc là làm cách nào để cho ăn ở đây không có được thì mới có thể may ra thôi chứ. Kiểu mà cho hình rớt bình thường rớt ngay trước mặt như vậy thì khó lắm. Rồi rớt ra ngay cái góc nào đó thì theo là nó bay lên và mai ở phân nửa cái nơi rồ cũng được. Bởi vì mà đối thương cái anh này đánh Nexus first cho nên tôi xin sẽ đánh One Drag Double Span. Không có xây không có xây băng cờ nữa thì mình biết là không có cái gì hết. Cho scout luôn. Xây rác. Ba rác rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu xây refinery anh nghe để bắt đầu lên. Đi đường đâu ở đây không biết là chắc là nó có xin cái gì đó rồi. Không phải nó lên kìa. Thì xem tôi nhìn xem nó có góp xin gì vậy. Mình đừng có xin đi mình thấy cái mặt cái người ta đang đi thứ ba luôn đi để ta có thể cách mình cho. Ba con Marine này vừa đủ để đánh một con Mothercore. Được con Mothercore là ok. Vì con Mothercore nó sẽ nó có cái chiêu mà làm chậm mà nó cũng khó chịu. Không có Mothercore thì ta có hết tim mình luôn. Làm thành cái không có push nữa nè. Và vẫn còn sao. Thôi thua lại ngắt như vậy. Lãng quá. Kém. Để đánh kém quá. Ngon gì vậy bạn? Cái gì ngon vậy? Thua lại.
mạng quá. Cái em hồi nãy lẽ là thủ được rồi, chui vô bên cờ thì tự nhiên sao vậy? TVG em đang có rất là hứng đánh TVG, kiểu mà We Don't Mind Bible view rất là hay. Ăn ngon hả? cảm ơn bạn đã vào xem ủng hộ. Ok, thì chúng ta sẽ đánh kiểu mà One Rack Expand lên 4 con Hellion rồi bắt đầu ra bio trước 4 con Hellion với lại cộng thêm 2 cái rack, tức là 3 rack chứ là 1 cái Factory. Cái Factory thì bắt đầu ra Widowmine, còn còn ba rack thì hai cái rack thì là Reactor, một cái rack là Ramarauder, xong rồi con lên Meditac push thì Widowmine. Mục tiêu của Widowmine là sẽ thay thế thăng mà để giết Banlin, rồi những cái còn lại thì sẽ đẩy đẩy quân của Zerg kiểu như bio build order. Thì tôi cũng chưa có refine, chưa có một cái build order mà chắc lắm, mà tôi cứ đánh kiểu giống giống như Wing of Liberty thôi. Cũng đã kịch ban rồi, rồi tính tiếp. Nói chung là chúng ta phải cao trước xem bên kia có all in hay gì không. Nhưng mà chúng ta cao mà chúng ta thấy hỏi rớt expand rồi thì không có thèm xây marine luôn, bởi vì tôi đã nói những cái trận trước thì Zerg chưa có spawning pool thì không có cần cây marine mà gì đâu có để bắn cái này phát ở dưới này. Xem mà Zerg nó ra cái gì. Nát to này, cao cũng khó, biết được là nó ở đâu vậy sao. Anh ra luôn cho mà ông hiểu một chút. Có expand rồi mà spawning pool cũng chưa xong à, cái ảnh kiểu bình thường thì không có gì đó. Có ra chưa, tiếp theo mình xem là có ra chưa. Và ăn được bao nhiêu ra, ăn được 100 ra rồi, ăn 100 ra rồi thì có ăn tiếp nữa không. Ăn tiếp nữa thì có dấu hiệu là spawning pool mà nó nổi lên như vậy á, tức là nó research speed. Ăn 100 ga rồi mà vẫn cho 3 con tron ăn tiếp tục thì tức là sẽ có dấu hiệu là tách sớm hoặc là all in gì đó, không có extend ra mỏ 3. Thì chúng ta chờ xem thế nào. Các bạn nhìn thấy là 3 con tron á bằng cách nào nhận biết là lúc nào bạn cũng thấy hai con ron ở ngoài và một con đang mang ở trong, thì các bạn biết là có ba con ron, ba con ron đang mang cái cát đó, ba con worker cross hay là scv gì cũng vậy. Cách để mình nhận biết là như vậy, mà thấy hai con, nếu mà bạn thấy hai con cùng một lúc đó tức là ba con đang mang, bạn chỉ thấy một con một lúc thôi thì là hai con. Đến SCV Manga rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên Hellion. Hellion expand thêm một lần nữa. Lát nè. Khá quá. Tôi nghĩ là anh ta sẽ đánh một cái kiểu all in nào đó cho nên
tôi sẽ không expand đâu. Kiểu all in nào đó tôi sẽ không expand. Tôi sẽ thêm 2 rep và ra 2 lần liên tục. Nếu mà bình thường, nếu mà scout mà không thấy ăn da thì các bạn thay luôn cái command center luôn. Nhưng mà ở mấy kiểu mà ăn da mà cảm thấy nguy hiểm đó thì đó là con boss rồi. Sang lên đây. Dọn hết lên luôn. Nát cái này lên. Khá là khổ rồi. Mình bị supply block sao. Chạm qua. Chạm qua CV. Thôi vô game này rồi. Ây da, GG. Hai all in. Hô hô. Chuyện này chắc không có lên mắt được rồi quá. Mà tôi có cảm giác là gold với lại mà lại silver hay là platinum mà ở cái phiên bản này á, nó có cảm giác là khỏe hơn Wing of Liberty rất là nhiều. Tôi nghĩ là những cái cầu thủ này, những cầu thủ beta được invite beta này là những người nó chơi lâu rồi được invite hay gì đó, có kinh nghiệm. Mà kiểu như ở Wing of Liberty thì là diamond hay là platinum trước rồi, nên mình đánh mình cũng không có được khinh địch quá. Ok, mình thấy ra mình thay hai cái con cò đi các bạn. Hồi nãy tôi đưa ra quyết định hơi trễ. Tôi thấy da như vậy, ăn như vậy thì tôi nên xây thêm cái rác liền luôn, chứ tôi không có đợi đủ 300 rác, 300 tiền để xây hai cái rác một lúc. Tôi xây một cái rác trước ra unit luôn, chứ không có ra SCV. SCV thì mình để mình đưa tiền thì mới ra, còn mình tập trung mình ra unit. Hồi nãy là tôi ra quyết định của mình hơi kém. Job này thì mình cũng đánh như vậy, mình đánh xa, mình đánh xa cũng hơi trễ. Nếu cần cầm như vậy thì mình cao được, một bên kia có expand hay không, mà ăn ra shop bao nhiêu. Sau giờ lo này một hồi tôi sẽ, tôi quyết định tôi xây một riêng. Ăn con vừa lo đó thật ra không có chỗ nào để trốn được hết. Đi ra giữa như vậy là không có chỗ nào để trốn được hết. Mình ra marine thôi. Ăn ra và ăn mà xây spawning pool. Đấy, CV này xong mình sẽ cho xây ba ra và anh con nico ok expand con đi lùng mà con overlord hồi nãy nó đâu rồi à. Không có đường nào mà để trốn được hết. Nếu mà bạn chơi mà bạn để ý một chút thì
thì bạn có lợi thế ở đầu game cũng được. Anh có lợi thế như vậy. Bây giờ chúng ta, tôi nghĩ là sẽ có một con Overlord ở đây khi mà nó xong. Thì tôi sẽ cho lại Marina đây. Con này là con thứ hai rồi. Không có con nào ở đây đó, đi ra đây. À. Bạn đánh các bạn để ý những cái mình nơi mà rớt nó hay đẩy overlord tới mà đầu game mình đi săn. Săn kiểu này thì chưa gì mà rớt chưa đánh thì mình đã ăn được 200 tiền của rớt rồi thì lợi thế thôi. Lên reactor Helion mình còn SCV đi cao mỏ 3 đi. Thường thì lúc mà Helion chạy tới cao mỏ 3 mà rớt ăn mỏ 3 theo Defender Time thì Helion sẽ thấy là rớt hay gần xong mỏ 3 khoảng 70-80% gì đó. Thì SCV đi cao bây giờ thì cũng có thể là gọi là timing cao mỏ 3 cũng được. Cho nên là như phải spend lợi thế hơn. Jet sẽ làm cái gì thôi. Tôi nghĩ là Jet bây giờ đang cố gắng con ốc để lại lấy lại hai cái con Overlord để mới thua mất đó. Chứ không phải có all in đâu. Tại vì all in á mà bị supply block á thì ít quân hơn. Ít quân hơn thì không có all in được. Không có all in top được. Cho nên là tôi nghĩ là drop ra. Đang drawn up rồi xong rồi sẽ expand. Ok, thành 2 đó. Coupling. Chúng ta clear đi phần dưới góp thôi, nó không cho góp thấy là chúng ta control map đang ở đâu, quân ở đâu thế nào. Khi mà chúng ta push đó, thì góp không có idea gì hết. Góp là cái ray mà đánh react mà. Khi nào thấy quân của đối phương thì nó mới ra quân, nó mới bắt đầu xây quân. Thì mình che quân mình che cái bước tiến của quân mình được bao nhiêu thì họ react trễ đến như tới lúc tới nơi thì họ không có cái idea nào để xây quân. Thì lúc đó thì mình có Ron, một khu Ron đánh rồi quân thì đâu có lại. Hai cái e-pay đi. Người ta đi scout gần rồi. Không có gì không? Để ăn hơi nhiều gas. Nhiều gas chắc là phải lên hai cái eBay này liền luôn. Chúng ta control map, ta không có cho job giữ Leo Naga sau à. Cái cho đi liên tục vậy đó là để cho nó trong lúc chạy thì, hay trong lúc Helion chạy thì ta macro thôi. À, một con Overlord ở đây nữa mà chắc lúc mà tới nơi thì nó đã biến mất rồi. À, tôi nghĩ là ăn mỏ ba ở đây rồi. Chúng ta ra Widowmine và Bio với là Medivac. Widowmine sẽ giết Ben lên như tôi đã nói trước đó.
ta heavy marine chút, mình heavy marine damage. Khi mà eBay xây khoảng chừng phân nửa như thế này đó thì đang reset được phân nửa như thế này, chúng ta xây một cái armory thì vừa khi vừa tới khi vừa cái eBay vừa upgrade xong, wow nhiều lắm rồi. Khi mà cái eBay mà vừa upgrade xong đó, thì sẽ cái armory cũng vừa xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục upgrade được luôn. Tuần mai là phải ắt tới gì nào, đóng rớt lên như vậy đâu có làm gì được, rất là nhanh. Chúng ta phá khúc đá này đi. Bắn bên lên khỏe lắm, cứ micro kỹ cũng phải quý đầu mai giết bên lên có làm gì được, nhờ chúng ta macro một chút, ta kéo quân ra. Okay. Additional supply depots. Chúng ta rải ở đây thì quân giáp sẽ không có dám xuống. Tiếp ra kiểu như đánh bio bình thường mà có không có cần, nhưng mà có tăng mà để không có quý đồ ma mà để bắn ấy thôi, chúng ta dụ nó tìm chơi như ta. Wow, quá đẹp. Cái này thì hơi tốn ADA một chút. Nói chung là chúng ta đang dẫn trước khá là nhiều. Chúng ta muốn thủ với lại miêu tà thì chúng ta có thể cho quy đồ mai bắn miêu tà cũng được nha các bạn, chắc rất là nhanh.
Tin bà lắm. Ok, chúng ta lùi rồi. Nhưng không biết được vác ở đó làm gì rồi. Chúng ta có thể cho Widow Mai cho mấy đây để nó không có expand được không? Cầu Mai, ở đây. Chúng ta ba ra đây, Mai đây. Stand in there. Okay. Phá cái này để không có bị run bar. Tiếp tục ra video mang nhiều là Ramarada. Cái này thì tôi thấy là cái build khá là hay. Từ hôm qua tôi học được từ 4GG này. Chúng ta đánh cái kiểu này. Combo này. Your forces are under attack. SCV ready. Upgrade complete. Ben Linh như vậy thì không có đồ ma. Ok. Được một cái portrait Marauder. Cái build hồi nãy tôi rất là thích, tại vì mình vừa micro được, mình vừa tấn công được nhanh. Kiểu có cái build nào mà nó bắt buộc mình phải đánh hơi kịch tính một chút đó, thì tôi rất là thích. Combo đó khá là hay. Nhưng mà tôi nghĩ là từ tới mid game thôi, chứ cỡ như từ late game á, thì nếu mà có Ultra hay là Bloodlord hay là Infestor gì đó thì cũng hơi khó. Terran, TVT. Những cái trận TVT gần đây là tôi đã thua. Đánh hơi kém, không có hiểu lắm thì phải bắt chót này. Trận TVT cũng vậy. Không có hiệu gì hết em ơi. Keyboard không có hiệu. Em search ở trên mạng á, cái hiệu là chi nhật á, không biết nó có trang web gì hay không của Tàu đó. Keyboard là chi nhật á. Chuột là Razor Death Adder TI. Bấm cũng khá kêu. Cái boss này bấm cũng khá là kêu. Kêu cũng khá là to. Có một máy TV á,
Lát hả? Lát thì chịu thôi em ơi. Cái nét của anh thì cái chịu vậy rồi. Nét ở chỗ của anh quá cùi bắp. Làm cái gì cũng không có được. Phim thì chịu khó phim xấu tí thôi. Game này thì mình có đánh quanh đen ti tên nó này đổi khẩu vị tí đen ti tên không có all in thôi, mình đánh micro nhiều kiểu hết nha. Đen ti tên sợ có con đi đường mai nó sẵn ở đó, đen ti bay vào chạy. Nhưng Reaper cái map này không có được lợi cho lắm. Cái chỗ đi lên này chỉ có một đường duy nhất thôi. Chạy qua được hay vậy? Xem được hết rồi. Hay dạ. Không có top. Chúng ta lúc mà ra cái NC này chúng ta sẽ không có mất bí mật gì hết, mà chữ SCV chúng ta sẽ tan. Sau đó thì chúng ta sẽ lên tan. Tan thì chúng ta không cần gì ca lắm. Sau đó anh giác sợ mà riêng thôi. NC thì cho ta chúng ta này. Tăng thì bây giờ không có cần upgrade chỉ cần ra tăng là nó thể cắm được liền luôn. Nên bây giờ wow, mấy anh này đi đâu đây? Sao họ ôm lại không có được? Rồi, lên đi, cho lên đó. Insufficient Vespi gas. Not enough energy. Go. Insufficient Vespi gas. Good, Ben, okay. Vậy Ben, đây là Ben. Có cái gì để bắn Ben T, có bao nhiêu con Marine? Có bao nhiêu con Marine? Hả? Ra Reaper thì có bao nhiêu con Marine? Có một con Viking. Insufficient Vespi gas. Additional supply depots. Bây giờ chúng ta sẽ lên tập trung lên Bio. Not enough minerals. Nhưng mà bây giờ chúng ta push thì sao, bên kia đâu có cái gì. Nhưng mà
bây giờ chúng ta push, nó đâu có cái gì, họ đâu có cái gì. Ok. Ra kia nó thôi đâu rồi, à, con Bensi kia nó thôi đâu rồi. À, thịt một cái rồi đi. Có nơi rồi, biết họ làm cái gì. Okay. Genius, không phải genius, lộn rồi. Genius, ok. Genius, keyboard. Ok, có cái gì không? Nét quá là lộn rồi. Không có chết được luôn. Này, con sát rồi. Hungry Hobbit. Hobbit là cái hàng lùn hả? Lùn ở trong mấy người lùn á, các anh ta. Hobbit là mấy cái người lùn mà trong phim trong phim Lord of the Rings, chúa tể những chiếc nhẫn. TVP nữa không? Không phải. Có salad vậy. TVP nữa thì ta sẽ đâm giống như hồi nãy thôi. Nó đang xin thì không bị xem. Lên canh lên 10 green, không vào. Xong rồi tới lúc đó thì ta sẽ đánh ba ổ cũng được, đánh green tank cũng được. Green tank vẫn là một cái combo khỏe. Not enough minerals. Go ahead, SCV ready. Not enough minerals. What's going on? Giờ thì tôi chỉ thích đánh TVG thôi chứ. TVT hay TVT hơi bị nản tốt. Đi qua đợt 2, 14 ra, hơi trễ. Đang kiếm chi nhật này, ở chi nhật này là chi nhật của Slayer hồi xưa. Đây là MVP chuyên nghiệp đó. Hiểu anh này đầu tư làm bằng kiếm chắc. Hôm nay chắc quanh Ratchet Band rồi. Mình Bensi chắc là Fox đi. Quanh Ratchet Band thì mình Fox Bensi. Not enough energy. Insufficient as not enough minerals. Oh, Bensi người ta xây cái refinery thứ hai trận 21 ta. Ra marine liên tục thì mình đâu có cần, mình đâu có thiếu mineral đâu mình tạo.
ra mình rin liên tục cũng được, mình để dành để có thể ban sớm. Hơi bị lai lắm một chút. Lock trước khi ra bên kia luôn. Sau đó thì chúng ta không xây unit gì hết. Chúng ta đợi tiền xây bên kia rồi lên luôn. Xây luôn đây luôn cái comment xin chào expand. Chúng ta có thể mình double expand cũng được, double expand luôn, không xây với mình chỉ hết double expand. Chúng ta sẽ xây xanh Banshee liên tục nhé, không có bỏ Banshee, không có skip cái con nào. Một con đầu tiên ra thì chơi tầm chừng 3 con. Không có xây unit nào khác hết, chỉ đợi đủ tiền lên thêm một cái nữa. Mình đánh tham một chút đi, cho nó vui. Đánh macro tham một chút. Nào bắn luôn. À, bây giờ chúng ta lên tank, chúng ta lên marine, no. React to marine. Lá phá tại đây, yeah, à, được rồi. Chạy, đừng có bắn nữa, lá. Thì mình đừng có để chết mà không có lợi nhuận gì, mình giết được một số con mà mình chết thì cũng sao, nhất là cho nó scan một cái thì nó mất thì là cũng gọi là lợi rồi. Nếu mà nó phải scan mình một cái để mình bắn, nó bắn mình thì là mình lợi rồi. Banshee vậy. Ra vậy.
sửa cái này đi. Chúng ta có chuẩn bị trước khi chúng ta có dư tiền, chúng ta dùng trước có cái vụ mà mát rớt này nữa. Quan trọng của mình hết, bắn mất cái một số cái dịch bíp bò thôi, mình cái đó mình thay lại được rồi không sao. Những cái bắn eBay hay là bắn FPV gì mình mới sợ. Ok, bây giờ mình mua ra được rồi. Khá nhiều tên, ta có tin, ta có nó được tác tên ra thì cảm giác là mình mua ra rồi. Tên tôi được phòng thủ thôi. Đá khoa. Mình giờ ta sẽ đi. Đây là expand thêm lần nữa. Upgrade liên tục, cố gắng upgrade liên tục, cố gắng để đợi supply drop nữa. Đây là một cái sensor ở đây. Chúng ta thấy là chúng ta cộng thêm ga. Mai là cái công ty VT thì cũng nó có khỏe lắm. Tôi chưa biết, tôi đánh nhiều cũng chưa có biết rõ cách sử dụng Widow Mai trong công ty VT. Upgrade complete.
sao vậy? Các bạn nhìn thấy là tăng mà vẫn là in bà với mực của cái bạn khỏe lắm. Life flights here.